Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái kính mắt đổi màu nhá. Con này thì có hộp biếc đàng hoàng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000 cho một con kính mắt đổi màu như này các bác này. Đó. Khi các bác đeo vào thì nó sẽ đổi màu phù hợp với ánh sáng các bác nhá. Đấy, phù hợp ánh sáng này. Đấy thì các bác dùng rất là thích luôn. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, khung gọng bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Lên xem là kính đổi màu nhá. Các bác đi dày nắng, dày mưa đều ok hết nhá. Dày nắng, dày mưa, dày dâm đều ok hết, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đi ban ngày, ban đêm đều ok hết. Giá thì sẽ là 150.000. Đây mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Có hộp hiếc đàng hoàng luôn, hộp hiếc các thứ chống sức đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, mình bỏ vào hộp này mình dùng cho nó tiện này. Lên xem là kính đổi màu, có hộp hiếc đàng hoàng, hàng của Nhật nhé. Kính đổi màu 150.000. Kính đổi màu này. Kính đổi màu nhá. Lên xem là kính đổi màu. Giá sẽ là 150k nhá, 150.000. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 100k nhá, 100k cho con kính đổi màu như này. Đấy, 150.000 gạch đi, giá chỉ còn 100k thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này. Đấy, nôm na là về nhà các bác chỉ cần là xoáy quả bóng điện cũ ra, xoáy vào cái đuôi mới cho em và xoáy cái đuôi này vào cái đuôi mới này. Và cái đuôi cũ của các bác ấy là mình dùng được thôi. Nó sẽ có cảm biến chuyển động, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó tắt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đuôi trực tiếp. Đuôi hai đầu xoáy trực tiếp này, đuôi hai đầu xoáy trực tiếp nhá. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Đó 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái bình tông 2 lít nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Hàng inox 304. Đấy, hàng inox 304, hàng của Nga Ngố nhá. Hàng của Nga Ngố. Hàng của Nga Ngố rất ngon lành cho bác luôn. Đây, CCCP này. Hàng của Nga Ngố và có cho các bác là một cái bao da đeo như này, rất đẹp, rất lịch sự luôn. Giá sẽ là 130k. Lên theo là bình tông 2 lít nhá. Bình tông 2 lít này. 2 lít 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một con nhẫn đồng hồ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Một con nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, đeo vào tay cho em này. Đó. Vừa làm nhẫn vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất lịch sự nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn đồng hồ. Giá của nó sẽ là đi nhẫn đồng hồ 50 à? Nhẫn đồng hồ giá chỉ có 35k thôi nhá. Nhẫn đồng hồ này. Lên cho em là nhẫn đồng hồ. Giá sẽ là 35k. 35.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Hộp lưỡi câu. Một hộp này thì nó sẽ là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Và đủ kích thước, đủ mẫu cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một hộp này thì sẽ là từ 70 đến 100 chiếc, đủ mẫu, đủ kích thước, tha hồ các bác sử dụng luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một vỉ lưỡi câu như này nhá. 20k. Lên cho em là vỉ lưỡi câu. Giá sẽ là 20.000 cho một vỉ một hộp như này. Hộp lưỡi câu, giá sẽ là 20.000. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 20.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ly đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái ly đồng như này. Đấy, ly đồng như này nhá. Nó rất đẹp các bác này. Đấy. Một cái ly đồng rất là đẹp luôn. Và giá thanh lý cho các bác 40k cho một con ly đồng như này nhá. 40.000 cho một cái ly đồng như này. Đấy, 40.000 cho một ly đồng như này. Đấy, rất đẹp các bác này. 40.000 một chiếc. Lên cho em là ly đồng. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm, miệng của nó thì vào khoảng là 2,5 cm nhá. Rất đẹp, các bác có thể dùng để mình tiếp khách này. Đấy, chè chén hoặc là các bác dùng để mình cúng lễ cũng rất là ok nhá, ly đồng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây nó sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu nhá. Đây sẽ là một cái nồi chiên ngập dầu, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Đây, nồi chiên ngập dầu hàng của Nhật, đường kính của nó là 20 cm. Hàng của Nhật đường kính 20 cm các bác này. Đó. Một con nồi chiên ngập dầu như này. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái nồi chiên ngập dầu như này nhá. 100k cho cái nồi chiên ngập dầu như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 100.000 cho cái nồi chiên ngập dầu như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô. Bao gồm là ba cái tô các bạn. Đấy, ba cái tô như này nhá, bộ ba tô. Hàng inox như này nhá, bộ ba tô.
Hàng khá là to đẹp, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Ba cái tô như này. Cái bộ ba tô này bao nhiêu đây? Vật mũi. Bộ ba tô như này nhá. Đấy, lên xem là bộ ba tô. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90k cho cái bộ ba tô như này nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ ba tô như này. Sản phẩm hàng của thương hiệu Willing của Đức này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Con bé nhất này thì của nó đường kính của nó sẽ là dung tích của nó là 700ml nhá. Con to này là 1.2L và con to nhất này của nó là gần 2L, 1.8L này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đấy, bộ ba tô như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. À vật mũi đứng đúng rồi. Đấy. Thì đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có cả chân đế sạc hẳn hoi nhá. Đấy. Có chân đế sạc về nhà thì các bác muốn sử dụng mà bắt mũi ban đêm thì các bác bật cái đèn này lên cho em này, bật cái đèn hồng này lên. Đó. Sau đó thì các bác cắm cái cục sạc này vào trong ổ điện thoại nhà mình thôi, cắm vào cái củ điện thoại nhà mình là xong. Đó. Đây. Thì nó dùng để vừa để bắt mũi vật mũi các thứ các bác này. Đó, ánh điện rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Hàng dày dẫn cứng cáp ngon lành thành đào cho các bác luôn. Đó. Có chế độ bắt mũi tự động này, vừa làm đèn ngủ vừa bắt mũi tự động này. Đấy. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái vật mũi đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha trà dung tích là 1L. Con này đang bán bao nhiêu đây? Giá thì chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cái ấm pha trà dung tích 1L như này. Có kèm cho các bác là một cái lưới lọc luôn. Đấy, các bác cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây cho em. Xoáy vào. Đó, sau đó thì mình châm nước vào thôi là mình sử dụng thôi. Pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Rót thì nhấp vào đây cho em này. Đấy. Lên cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100.000 nhá, dung tích 1L. Ấm pha trà giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Giá thì sẽ là 80.000 cái bóng tròn tích điện như này. Đấy. Ở đây thì có cả cho các bác là một cái điều khiển luôn, một cái điều khiển như này nhá. Đấy, một điều khiển, một dây cắm sạc, một điều khiển này và một con bóng như này. Đấy. Về nhà thì các bác có thể là sạc pin vào cho em. Con này thì nó sẽ là bị hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một em bóng tròn tích điện như này. Đấy. Rất là sáng luôn mà dùng nó rất là tiện. Ở đây con này thì nó đang bị hết điện hết rồi. Thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đấy, sạc vào cho em. Đấy, nó hết điện các bác nhá. 80.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy qua lên mã giúp cho em đó là máy hút bụi đại nhá. Đấy. Con hút bụi đại này thì khá là nhiều chi tiết luôn, nó rất là to, công suất của nó là khỏe lắm. Và nó sử dụng điện 220V nhá. Đây. Đấy, một cái đầu ống hút như này các bác này, một cái đầu ống hút như này các bác có thể kết nối vào cho em này. Đấy. Một đầu ống hút như này. Và một thân máy khá là to luôn, sử dụng điện 220V. Và công suất của nó thì rất là khỏe luôn các bác. Đây, công tác ở đây các bác này. Đấy. 1000W công suất cực khỏe luôn. Em test cho các bác xem luôn. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Đây. Cắm điện 220 bật lên này. Đấy, bật lên. Hút này. Hút sâu được các bác này. Đấy, hút rất là mạnh nha. Có công tắc ở đây nha. Đấy, hút rất là mạnh các bác này. Đấy, các bác thấy nó hút khủng khiếp luôn nha. Lên cho em là hút bụi đại nha. Hút bụi đại. Giá thì sẽ là. Con hút bụi đại này bao nhiêu đây? Hút bụi đại này bao nhiêu đây? Rất là nhiều các loại đầu kết nối đầu hút luôn. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Giá của nó sẽ là 450.000. 450k cho em hút bụi đại như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan nhá. Philips made in Thái Lan các bác này. Đó. Chiều dài của nó thì sẽ là 39cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 29cm. Một con bếp từ hàng thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng nha bác này. Made in Thái Lan. Kính cường lực dày 5 ly nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một con bếp từ như này các bác này. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Tặng kèm một cái nồi. Cái nồi này khi các bác nhận được hàng thì có thể nó bị bóp méo thì cái này hàng tặng thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Lên theo là bếp từ Philips nhé, ghi giá lên luôn đi. Bếp từ Philips này.
Philip giá của nó sẽ là bao nhiêu? 350.000 à? 350k nhé, 350.000 cái bếp từ Philip như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cái đồng hồ nhá, một cái đồng hồ treo tường như này. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20 cm thôi, nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 75.000, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em là chạy là ok thôi. Đó, con này thì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 75.000 cho một con đồng hồ như này, đường kính khoảng 20 cm, về nhà các bác treo tường, treo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nói chung là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, các bác cần xem giờ treo hết vào cho em, rất tiện ích luôn, đầy đủ phòng bếp, phòng ăn, nhỏ gọn, tinh tế các bác nhá, rất đẹp luôn. 75k nha, lên cho em là đồng hồ treo tường 75k này. Đấy, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ đúc ổ điện 3 tầng. Đấy, cái này bao nhiêu? Hả? 150k nhá. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Đây này. 150.000 cho cái ổ điện 3 tầng như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 này. 5 6, tức là có 4 mặt, 4 mặt mỗi mặt là 3 ổ, tổng là 12 ổ. Có đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt, có USB nhá, có chân USB như này. Đấy, giá là 150.000, con này thì các bác cắm đa di năng luôn, dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá, trên 1 mét. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Có phải không? Vì kẹp quần áo. Vì kẹp quần áo nhá. Vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc, vì kẹp quần áo này. Đấy, vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một vỉ 20 chiếc như này. Đó, cái này thì các bác dùng để mình kẹp quần kẹp áo rất là tiện luôn. Đây. Đấy, kẹp như này các bác này. Đấy. 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Khăn rửa bát nhá. 10.000 ba cái nhá, 10.000 ba cái và 25.000 một chục à? 25.000 cho một chục cái như này, 25.000 cho một chục cái như này nhá. 10.000 ba cái, 25.000 một chục cái nhá. Các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, cái bóng đèn ba cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 45W, bóng đèn ba cánh 45W như này. Và giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con bóng đèn ba cánh 45W như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Ba cánh 45W. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen sen quạt tăng áp này. Đấy, giá sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là cả sen cả dây, không có giá đỡ nhá. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn, sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, bao gồm là cả lọc, lõi lọc này. Đấy, lõi lọc, một cánh quạt giúp tăng áp lực nước này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, có điều chỉnh ngoắt nghéo này. Đấy, có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Giá cho các bác chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một cái bộ như này. Đấy, 90k cho một cái bộ như này các bác nhá, 90k. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít đen chạy lực này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen chạy lực như này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây vít. Đấy, có hai đầu và có trợ lực rất là tốt luôn. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều trợ lực luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực rất là ngon luôn. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Lên tên là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60.000 cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là tất cả các cái đầu vít, đầu mũi rồi máy khoan như này, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều này, có cho các bác là cả xoay đảo hướng luôn nhá. Đấy, từ cái hình khẩu súng thì các bác lại xoay ra thẳng được như này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, có cả đầu mũi khoan mũi khiếc như này nhá, đầu mũi khoan, đầu vít này. Rồi 30 đầu mũi vít như này các bác này. Các đầu như này đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ khoan mini như này nhá. Lên đây là khoan mini 180.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn các bác lên đây là đèn dầu nhá. Giá sẽ là 130.000. Về nhà thì các bác cho dầu vào đây là đốt thôi. Đấy, nâng cái này lên này. Nâng cái này lên. Đấy, các bác vặn lẫy vặn liếc này, cho dầu cho liếc này. Nói chung là các bác có thể tùy chỉnh để mình sử dụng rất là tiện ích luôn nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác nhấn cái này lên, châm vào đây này. Đấy. Rồi bấc có thể xoáy điều chỉnh tăng giảm bấc này, tăng giảm bấc ở đây này các bác này. Đấy. Rồi các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây cho em. Vừa để trang trí đề co, vừa để thắp ban thờ, thứ rất là đẹp luôn, 130.000. Đèn dầu 130.000. Các bác lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Nike, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Tất vỉ như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy.
Giá của nó sẽ là 90.000 cho vỉ 10 đôi này, rất đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành cho bác luôn. Tất vỉ 10 đôi. Đó, hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, 90.000 một vỉ 10 đôi, mua một vỉ này dùng quanh năm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví thanh lý nhá. Ví thanh lý bên shop bán cho bác với giá đó là 40.000 cho một chiếc ví da bò thanh lý như này. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con ví da bò thanh lý như này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. 40.000 một chiếc nhá, có màu đen và màu nâu. Có màu đen và màu nâu như này. Nếu mà các bác lấy hai chiếc tính giá cho các bác 70.000. 70.000 cho hai cái ví, giá cực rẻ luôn, 40.000 một chiếc. Ví da bò tự nhiên nhá, chất liệu. Ở đây của em là nó là hàng da bò 100% nhá, hàng da bò 100%. Bảo hành cho các bác luôn đây, chất liệu da bò các bác này. Về nhà các bác có thể đốt thoải mái luôn, cho các bác lấy bật lửa đốt thoải mái luôn nhá. Đấy, bật lửa đốt thoải mái luôn. Ví da bò 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc. Đó, và 70k trên hai cái nhá, trên hai cái luôn, 70.000 hai chiếc. Giá cực kỳ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo là cái bát úp mì nhá. Bát úp mì 50.000 cho một con bát úp mì như này. Đó. 50k là cái bát úp mì như này nhá. Cái này rất là tiện này. Các bác ăn mì này, ăn cơm này rồi là nói chung là phở này, nắp rất là chặt luôn, nắp rất là khít luôn. Đó, nắp rất khít như này thì dùng cũng rất là tiện ích luôn. Bát úp mì nhá. Giá này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k trong con bát úp mì này, rất tiện ích luôn. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện ích các bác này. Đó, 50.000 cho con bát úp mì như này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Coi thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k cho con bật lửa cây như này, 40.000 các bác nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân, có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23 cm, tổng chiều dài của dao thì trên 30 cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà cá đều ok hết nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k này, cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ, xoong, nồi rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi. Lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Đấy, và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này. Đó. Đây, dao thái của Nhật các bạn. Con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy, hàng của thương hiệu Kai Made in Japan các bạn này. Đó, Kai Made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao dao thái Nhật nhá. Dao thái Nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái Nhật như này các bạn này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt hai, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là dao gọt hai 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là khóa Đức nhá. Một cái bộ khóa Đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k cho con khò ga trắng như này.
Đấy, còn con khó ga đại hàng của Kabushi Made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 thôi. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khó ga đại nhá. Khó ga đại 90.000, khó ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp, chắc chắn, sáng bóng đẹp, các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá, giá thanh lý 15k. 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lấy dây tai bằng lấy dây tai đèn nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai như này. Và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé, có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy dây tai này. Đấy, đầu này thì đầu gấp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gấp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn. Thì các bác đưa vào các bác gấp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Lên cho em là lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy. Dây tai đèn này, đó, dây tai đèn. Dây tai đèn nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái. Dao thái nhọn nhá. Đấy. Con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Hàng thương hiệu Wattbo rất bén luôn các bạn này. Đó. Bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bạn biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này, chiều dài khoảng 30 cm. Lên cho em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy. Đây, thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy. Thì con này sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350 nhá. 350 và bên em bao ship cho một đôi dao. Đó, một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực, con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này. Bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. 160k nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá, búa đinh. Thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy. Búa A1 và A2. Đấy. Búa A1 và A2 các bác nhá. Đó. Sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác này nhá. Đó. A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25 cm. Còn con này thì nặng khoảng 5 6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy. Con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc rác inox, con này sẽ là 15k nhá. 15k cái lọc rác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch bẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong đây là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25 cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40 cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá. 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá. 15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7 cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68 70 thôi, ống 68 ống 70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con cà lê nước như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây cô bình nhá. Dây cô bình như này. Hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng. Giá chỉ có 180 000 thôi. 180 000 cho bộ dây cô bình như này nhá. Đấy, 2000 mAh. Bên trong là dây cô bình, dây lõi đồng hết. Dây cô bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm gì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám nữa này. Đó. Màu xám ấy nữa. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 tròn này. 100k cho con kìm đen à, kìm đỏ này nhá. Đấy. Em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhá, kìm đỏ 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc, đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này. Đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc. Thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây rồi, nói chung là xiên thịt, xiên cá cũng đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá. 180k cho con kìm bạc FO. Hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá. Hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này, có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá. Kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Đấy, đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá, kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt chiếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k đấy, khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối, có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái gọt dứa này. Đấy, gọt dứa thông minh thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho các bác với giá đó là 10k cho mấy gọt dứa thông minh này nhá. 10k gọt dứa thông minh, giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k một hộp này. Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc, các bác bóc ra cho em. Sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhé. Kéo tỉa thì bên shop có hai mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20cm và một mẫu là chiều dài là 25cm nhé. 25cm. Đấy, thì sẽ có hai mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20cm này thì giá sẽ là 40.000 nhé. 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không?
40.000 cho con 20 sen như này. Còn con 25 sen thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55k. Đó thì có hai mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc con này thì giá sẽ là 120.000 nhá. Hàng của Nhật made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu gì xét một chút. Về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa dăm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên xem là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc như này, 120.000. Lên xem là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viếc đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt hơi, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu? 40.000 thôi, 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Đó, có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến cho nước là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này, 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đà điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn. Kết nối đều bằng đồng hết như này, các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là, lên cho em là chống giật nóng lạnh nhá. Giá sẽ là 40k trên một chiếc. Và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn. 40k có nhá, 40k một chiếc như này. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác đừng tiếc em, cho em xin một nút like nhá, nút like đăng ký kênh để lấy tương tác không nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhá. Lên xem là nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái nồi lẩu rất là to luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu được hết các bác này. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít, điện 220V, công suất 1.300W. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một nồi như này. Một nồi liền như này luôn nhá. Vung của nó thì là vung kính cường lực nhá. Vung kính cường lực này về nhà các bác lắp cái nắp này vào cho em này. Lắp cái nắp này vào này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nồi lẩu như này. Đấy, một cái nồi lẩu như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Khay hấp này ví dụ các bác cho nước này, cho nước, cho bia, cho đồ hấp xuống dưới này. Cho nước dưới trong đó thì các bác cho cá, cho tôm, cho các loại thực phẩm lên đây. Đấy, nồi rất là dày luôn. Và hàng này của nó sẽ là hàng tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng cực kỳ là an toàn. Đấy, hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Osaka nhá, của thương hiệu Osaka. Đấy, qua kiếp cực no, cực kỳ là ngon luôn. Đây là cái nút điều chỉnh của nó đây. Đấy, phím nguồn đây, con nguồn với con điều chỉnh đây. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nồi lẩu Osaka, giá cực tốt luôn. Đây. Hàng thương hiệu Osaka này. Giá của nó sẽ là 390 à. Lên cho em là lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka này. Osaka. Giá sẽ là 390.000 thôi. Bao ship lên tận nhà cho bác một con nồi lẩu như này. Cái này thì bên em bán cả 1.000 con rồi, các bác yên tâm sử dụng nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái mẫu
dầu gội đầu clear. Đấy, clear men có màu xanh và màu trắng này, clear men màu xanh và màu trắng. Giá thì sẽ là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Đó, 90.000 cho một lọ dầu gội đầu clear nhá. 90k đó, hàng thì hàng của thương hiệu Clear. Đấy, Clear Men và sản xuất ở Thái Lan nhé. Sản xuất Thái Lan, dung tích của nó là 450ml các bạn nhé. Đấy, hàng made in Thái Lan các bạn nhé. Đây, sản xuất ở Thái Lan này các bạn này. Đó, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Mà hàng Thái Lan thì nó vượt trội hơn nhiều so với hàng của Việt Nam mình các bạn nhé. Đây, made in Thái Lan các bạn này. Đó, made in Thái Lan, Bangkok, Thái Lan đây. Đó, giá sẽ là 90.000. Có màu xanh, có màu xanh và màu xanh đậm và màu trắng như này nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bình thể thao nhá. Con này thì đang giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Đấy, một con bình thể thao như này. Đó, bình dung tích là 1 lít nhá. Dung tích của nó là 1 lít. Hàng inox 304 dung tích 1 lít. Có lưới lọc này. Đấy, su 304 đây. Đấy, su này còn su 316 luôn nhá. Su 316 còn chất hơn cả su 304. Đấy, có lưới lọc như này và có quai đeo bằng da rất là đẹp như này các bác nhá. Đó, có quai đeo này các bác mang nước đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều ok hết nhá. Dung tích là 1 lít luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60k thôi. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá. Bình thể thao, bình thể thao, giá của nó sẽ là 60k thôi nhá. Giá thanh lý 60.000, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái lên mã giúp cho em, đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Đây, vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một đầu vòi xịt một dây. Đấy, một đầu vòi xịt một dây và một giá đỡ. Đây, combo cho các bác luôn. Một đầu vòi xịt như này, một đầu vòi xịt này, một dây, một giá đỡ. Đấy, dây của nó thì dây chống rối nhá, có ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Combo cho các bác một bộ như này. Lên cho em là bộ dây vòi xịt vệ sinh. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh inox như này nhá. Đấy, dây dài thì từ 1m2 đến 1m5. Có lô về 1m2, có lô về 1m5, đầu xịt inox. Đấy, đầu xịt bằng inox hết nhá. Hàng inox 304 của thương hiệu Osaka. Đây các bạn này. Đấy, Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Osaka Japan các bạn này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác, giá cực chất rồi. Chỉ có cho các bác là 90k thôi. Dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo như này. Đó, các bác lên cho em là vòi lavabo. Giá của nó sẽ là 420.000 cho cái vòi lavabo như này. Đấy, cái này thì các bác lắp vào chậu rửa mặt nhá. Lắp vào chậu rửa mặt cho em. Đó, nó cũng chia ra làm hai đường nước như này các bác này. Đấy, đây, hai đường nước như này. Lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420k nhá. 420k. Đó, 420.000 cho một con vòi lavabo này về lắp vào chậu rửa mặt, các thứ rất là ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái mũi khoan nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này, một hộp bao gồm là 5 mũi. Đấy, 1 2 3 4 5 mũi nhá. À 6 mũi thì nó sẽ có là 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110k cho hộp mũi khoan đỏ này nhá. 110.000. Thép của nó là thép gió phủ titan, thép gió phủ titan. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn, thép gió phủ titan siêu bén cho các bác luôn nhá. Giá sẽ là 110.000. Đấy, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Giá thì sẽ là 110.000 cho 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng như này nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Kabushi Japan của Nhật. Đấy, nó sẽ có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, tổng của nó là 5 mũi nhá. 5 mũi giá sẽ là 110k. 110k cho hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Đấy, 5 mũi khoan đa năng, 110.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái bộ khẩu 12 nhá. Bộ khẩu 12. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 12 chi tiết. 12 chi tiết bao gồm 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. Đấy, 10 đầu khẩu. Hàng thì chất lượng thì miễn bàn rồi. Chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160k cho các bộ khẩu như này. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua cho em một tay công này đã phải mất đi khoảng từ 100-120.000 rồi. Đây mà cả bộ như này, bao gồm cả đầu khẩu, cả đầu công, cả đầu nối dài như này nhá. Đấy, cả tay công, cả tay nối dài như này các bác. Đấy, đây tay nối dài này. Đấy, 10 đầu khẩu từ 8-24 nhá. Khẩu phổ thông từ 8-24 luôn. Đó, rất là ngon nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Có xoáy nhanh đảo chiều luôn. Các bác mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình hoặc mua làm thợ làm nghề sửa chữa đều ok hết. Giá thanh lý cho các bác 160.000 thôi. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái chổi cọ rỉ nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ rỉ vàng như này. Đấy, nó sẽ là một cái chổi cọ rỉ như này.
thì các bác dùng để mình kỳ cọ dỉ các bác này. Đấy, các bác cọ này cho em này. Đấy, cọ này cho em. Mình đánh dỉ, đánh chiếc hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó. Lên cho em là chổi cọ dỉ vàng. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái chổi cọ dỉ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Đấy, một con cưa lách rất là ngon như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, một con cưa lách. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cưa lách là bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một con cưa lách như này thôi. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Cưa lách dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bịch giấy giấy ướt các bác nhá. Đây nó sẽ là một bịch giấy ướt, cái giấy này để các bác dùng để mình lau. Cái này lau cái gì đấy? Hả? À cái này là giấy lau bếp nhá, giấy lau bếp này. Đấy. Giấy lau bếp như này, nè. Lau đi xuống lấy cái băng dính trắng dám nào, con mình cắt đứt cả ra như này rồi. Đây cả hai bịch này, lau khô đi lấy băng dính trắng dám nào. Lên cho em là giấy lau cái gì đấy? Giấy lau dầu mỡ nhá. Giá sẽ là 25.000 các bạn. 25k trong bịch là giấy lau dầu mỡ như này, 25.000. Đấy thì đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây em vừa ghi nhá, vừa ghi bằng mực 25.000 nhá. Đây. Các bác lau này. Đấy về nhà các bác lau là nó sẽ rất là sạch luôn. Đây các bạn này. Đấy. Lau sạch luôn các bạn này, nó tẩy rất là sạch luôn. Đấy, nó chất chảy tự nhiên rất là sạch luôn các bạn này. Đấy, tẩy rất là sạch luôn. Rất là sạch các bạn này. Đó. Thì giá sẽ là 25k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Và lấy những cái cá sấu rời đây nè. Cá sấu hộp này thì đây nó sẽ là một cái bộ thắt lưng cá sấu như này. Đấy, đựng trong hộp rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 150.000. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đầu nhá, hai cái đầu như này. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình thay đổi khi cái đầu này nó hỏng hoặc là nó cũ thì các bác thay cho em. Đấy, bộ hai đầu như này, hai đầu như này và giá thì sẽ là 150.000, bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng và hai đầu này luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đây. Vân da cá sấu rất là đẹp luôn này. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp như này. Lấy cái ví luôn. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp này, rất là mềm. Ví cá sấu này. Đấy, đây. Các bác này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá, 150.000 cho cái cá sấu hộp như này. Ngoài ra thì bên em có cái cá sấu rời nhá. Cá sấu rời thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho cái cá sấu rời như này. Xem giá mấy cái này luôn. 80.000 cho cái cá sấu rời như này các bác này. Đấy, 80.000 cho cái cá sấu rời như này ghi vào cho anh. 80.000 cho một con cá sấu rời như này nhá. Cá sấu rời này 80.000 này, còn cá sấu hộp này 150.000 này. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái cá sấu cao cấp nhá. Các bác lên cho là cá sấu cao cấp này. Thì đây nó sẽ là ví này. Đấy, cá sấu cao cấp. Ví này thì giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái ví như này. 290.000 cho một cái ví như này nhá. Đấy. Và thắt lưng thì cũng đây cũng là thắt lưng cá sấu cao cấp này. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu như này. Đó. Màu đen màu nâu như này. Đây, có hai màu, màu đen và màu nâu. Và cái giá thì cũng rất là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Hàng cao cấp thì giá cao cấp nhá. Đấy. Cái này thì em sẽ bao là cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 390.000. 390.000 cho cái cá sấu như này nhá. Cái này bao nhiêu? Tên nó là gì đấy? 390.000 một chiếc nhá. Đấy, 390.000 một chiếc. Đấy, bao cho các bác cái này thì nó sẽ là cá sấu thật 100% luôn. Đó, mặt biếc rất là đẹp nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, mặt biếc rất đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Lên mã giúp em đó là cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp 390.000. Đó. Các bác nếu mua combo một ví một thắt lưng như này thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Còn nếu mua combo một ví một thắt lưng, giá sẽ là 650.000, đấy là cá sấu cao cấp nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì 150.000, còn cá sấu rời này. Con này thì các bác lên cho em là cá sấu rời thì giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá, cá sấu rời. Đó thì nó có mấy loại cá sấu như vậy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dầu gội phủ bạc của Nhật nhá, dầu gội phủ bạc của Nhật. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in Japan này, các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Hàng của Nhật này thì các bác nên mua mà sử dụng nhá. Các bác đừng cái gì buôn lo. Các bác đừng mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường nhá. Đấy, cứ mua hàng Nhật của em mà xịn mà dùng. Đó. Combo cho các bác thì một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một lọ dầu như này. Nếu mà nữ thì gội từ 5 đến 7 lần, còn nam thì gội từ 10 trên dưới 10 lần nhá. Đó, trên dưới 10 lần một lọ như này.
Đấy thì tính ra là vào là 3 280 thì 10 lần thì mỗi lần mất có 28.000 thôi. Đó, có cả đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, 280.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Các bác cứ mua hàng xịn mà dùng. Đây. Hàng made in Japan này các bác này, tem mác chữ Nhật này, made in Japan này. Đó, dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái xịt giảm đau nhá, xịt giảm đau 150.000 một lọ này. Cái này thì xịt giảm đau cực kỳ là tốt luôn, nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ là cao cấp luôn các bác nhá. Đó. Cái này thì giúp cho các bác là giảm đau rất là tốt luôn, giảm đau rất là tốt luôn và nó rất là mát. Đấy. Lên cho em giúp cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. Cái này thì cực kỳ là cao cấp luôn, dùng rất là đã luôn các bác. Đây em bóc thử cho các bác xem này. Đấy. Nó sẽ là một lọ như này các bác này. Băng dính này dán cái này vào luôn. Đây, đấy nó sẽ là một lọ này các bác này. Đó, và ở đây thì cái này nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này các bác này. Cái nắp như này. Các bác là đau ở chỗ nào thì các bác xoa này chị em. Đấy, xoa này là cái nước dầu nó sẽ ra. Đấy. Nước dầu nó sẽ ra như này. Và cái này độ nóng của nó rất là cao luôn. Xoay. Đấy, các bác này. Đấy. Các bác xoáy vào như này. Đấy. Cái này độ nóng của nó rất là cao và dùng rất là đã luôn nhá. Giá thì sẽ là 150.000. Hàng nội địa của Nhật, bao xịn cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm này. À khăn mặt này. Khăn mặt như này. Giá thì nó sẽ là 50.000 cho một bịch 10 chiếc như này, mua lẻ 20.000 ba cái nhá. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 chiếc ba cái. Đó, còn mua cả bịch như này 10 cái giá chỉ có 50k thôi. 10 cái như này sẽ là bằng 50k nhá, 50.000. Đấy 50.000 cho 10 cái như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn, 50.000 10 cái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. Chổi lau kính. Giá sẽ là 45.000. 45.000 cho cái bộ chổi lau kính như này. Nó sẽ có một cái phần này để lau kính này, một phần này để kỳ cọ rửa này. Và có tay nối dài như này, lên trên là chổi lau kính. Giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái bộ chổi lau kính như này, rất tiện dụng luôn. Đây, đầu chổi này, đầu này đầu lau kính này và ống nối dài cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Tăng đơ 9D như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Đây, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, một đầu tăng đơ như này các bác này. Đấy, một đầu tăng đơ như này. Lưỡi của nó là hàng 3 lưỡi kép, cạo cực kỳ là bén luôn. Hàng 3 lưỡi kép, cạo rất bén luôn nhá. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác sử dụng đi kèm này. Đầu tiên nó sẽ có là một cái đầu mũi cạo râu này, một đầu mũi cạo râu này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác chà mình rửa mặt này. Đấy, massage mặt này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác dùng để mình chấn viêm nhé, cắt tóc chấn viêm. Đó, combo cho các bác rất nhiều món như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn. 95.000 các bác nhá. Giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là tăng đơ 9D. 9D này, giá sẽ là 95k. 95k cho tăng đơ 9D như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ. Con này thì các bác dùng cho trẻ em rất là tiện luôn. Một bộ này của nó sẽ có bao gồm là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, 224 từ vựng khác nhau. Đấy, ví dụ như là các cái chủ đề như là học hành này, rồi gia đình này, rồi xe cộ, phương tiện, động vật này. Đấy. Các rất nhiều chủ đề luôn các bác nhá, rất nhiều chủ đề luôn. Đó, thì đây, em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, bắt đầu thì mình sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì mình đấy, nhét thẻ vào này. Xe lửa. Train. Cái này thì nó vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh, rồi vừa có cả đây, vừa có tiếng Việt, tiếng Anh, vừa có cả ngôn ngữ luôn nhá. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, rất tiện luôn nha, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh nhá. Xe cứu thương. Ambulance. Đó, rất ok luôn. Một cái bộ máy đọc thẻ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 cho cái bộ máy đọc thẻ này. Đấy, rất nhiều chủ đề luôn các bác này. 124 chủ đề ngôn ngữ khác nhau. Đó. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80.000. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái
đồng hồ nó bị bong dây như này các bạn này. Đấy. Đây. Hàng thì vẫn chạy bình thường nhá. Hàng vẫn chạy bình thường, nó bị bong dây như này. Về nhà các bác ra ngoài thợ các bác lắp vào cho em là xong. Con này em đang bán là 150.000. Thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bong dây 50.000 các bác này. Đấy. Ngoài ra thì đây một con nữa này. Con này thì chắc là nó hết pin thôi. Thì về nhà các bác thay pin vào cho em. Đó, thay pin vào cho em. Nó hết pin, về nhà các bác thay pin vào cho em nhá. Con này cũng bán 50.000 luôn. Về nhà các bác tự thay pin nhá. Em lười em không thay pin. Đó, có hai mã đồng hồ này. Ngoài ra thì bên shop có một con đồng hồ cơ này. Con đồng hồ cơ này rất là ngon, em đang bán là 500 mà không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì con này cũng thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con đồng hồ cơ như này. Đấy, đồng hồ cơ, giá thanh lý 100.000, về nhà các bác cứ ra thợ họ sửa cho. Tiếp theo là cái cắt băng dính nhá. Cái này thì các bác đặt cái này ra này, lắp quận băng dính vào đây cho em, sau đó thì mình cắt. Đấy, cái này là nó sẽ là cắt cái băng dính thế hệ mới, cắt rất là ngon luôn. Đấy, con này thì em cũng thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k nhá. 30k cho cái cắt băng dính như này, 30.000. Tiếp theo thì em có 4 con điện thoại này, 4 con điện thoại như này. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 một con nhá, 10.000 một con. Đây, hàng như hiện trạng như này, thanh lý 10.000 một con. Đấy, 10.000 một con. Các bác cứ mua về sửa. Sửa được thì sửa nhá. Các bác ra thợ sửa. Đó, cái này thì nó chỉ có máy không như này thôi, máy không như này thôi nhá các bác nhá. 10.000 một con. Tiếp theo thì cái hũ gia vị này. Hũ gia vị thanh lý cho bác với giá đó là 5k nhá. 5k cho cái hũ gia vị như này. Các bác chỉ về chỉ mở nắp ra cho gia vị vào đây, cho gia vị vào đây. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá. Hũ gia vị 5k. Đấy, đây, xoay đi này. Hũ gia vị 5.000. Các bác về các bác tra tiêu điều vào đây. Đấy. Cái đuôi có công tắc như này, cũng 5k luôn. 5k cho cái đuôi có công tắc như này nhá, 5.000. Tiếp theo là cái máy lắp vào cái máy massage chân ấy. Massage cánh bướm cũng bán cho các bác với giá đó là 5k cho một cái như này nhá, 5k cho một cái máy như này. Đấy, 5.000 một cái. Về nhà các bác sạc pin vào rồi mình sửa chữa. Tiếp theo là cái bộ lưỡi kem nhá. Thì cái này nguyên lưỡi không thôi, thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 nhá. 10.000 chỗ này thì nó phải được mấy chục lưỡi luôn. Đấy, 10k. Thanh lý 10k các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì một cái quạt phun sương nhá. Quạt phun sương cái này thì nó lỗi ở đâu thì em không biết đâu. Đây, cái này ví dụ cái này nó bong dây thì về nhà các bác đấu dây vào này. Đấy, hai cái nó đều bị bong cánh quạt rồi. Thanh lý cho các bác với giá đó là 30k nhá. Về nhà các bác tự chế cháo, 30.000 cái quạt phun sương như này. Đó. Phương ơi. Tiếp theo thì em có hai cái cục pin của áo điều hòa hàng của Nhật nhá. Hàng này thì nó bị lỗi mà không biết lỗi ở đâu thì về nhà các bác có thể mua về để mình chế cháo hoặc đóng pin đóng biết tùy. Bán cho các bác 20k cho một quả như này. 20.000 cho một quả như này nhá. Bác nào có áo điều hòa thì mình mua về mình chế cháo nhá. Đó. Tiếp theo thì em có một con sạc dự phòng, con này còn ngon nguyên nhá. Đấy, còn ngon nguyên. Hàng nội địa của Nhật, 10.000 mAh. Đấy, con này hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam, made in Việt Nam đây. Con này em bán cho bác với giá đó là 50k nhá, 50k. Con này thì hàng vẫn dùng ngon nhá, có thể sạc được từ 2 đến 3 cái điện thoại liên tục nếu đầy pin nhá. Đó, hàng vẫn dùng ngon. Thanh lý cho bác với giá đó là 50.000, sạc dự phòng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo khui bia nhá. Kéo khui bia thì em về lô này nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đỏ và màu trắng như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, lên cho em là kéo khui bia. Giá thì sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Đó, hàng siêu dày luôn. Hàng rất dày các bạn, thép SK5 của Nhật này. Đấy, có chức năng là khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua kẹo mở nếp chai đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, rất là dày các bạn này. Kéo rất dày luôn. Giá thì sẽ là 70k nhá, kéo khui bia 70.000. Kéo bếp vàng thì bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng như này, hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, cũng rất là ngon luôn. 30.000 một chiếc, Japan nhá. Đó. Bán lẻ sẽ là 30.000. Mua số lượng thì sẽ là 100.000 bốn chiếc. Đấy, bán lẻ sẽ là 30k một cái nhá. Đấy, 30k một cái và 100.000 bốn cái. 30k kéo bếp vàng, 30k trên một chiếc nhá. Đấy, 100k này. Đấy, trên bốn cái luôn, 100k trên bốn cái. Giá thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Đấy, dây này các bác dùng để tắm kỳ cọ này. Giá sẽ là 15k. 15k nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Đấy. Cái này thì rất là tiện thôi. Các bác cho xà bông tắm các thứ vào đây, sau đó thì mình kỳ cọ này. Đấy, rất sạch sẽ luôn nhá. Chân tay rồi nói chung là đa di năng luôn. 15k. Đấy, chân tay đây các bác, ví dụ chân thì các bác kỳ như này này. Đấy. Rồi nói chung là chân này. Đấy, nói chung là đa di năng, lưng, cổ, vai gái đều được hết. 15.000 cho cái dây tắm như này. Tiếp theo thì
Phương ơi, em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi nha. Đấy, lấy cho anh một cái đuôi ấy ra đây. Cái đuôi đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con đuôi này thì nó sẽ có một chân xoáy thôi. Đấy, có một chân xoáy cho nên em gọi nó là đuôi một chân xoáy như này. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ cảm biến sáng tối cho các bác luôn, và có chế độ điều chỉnh ở đây. Đó. Lòng lên dây thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng một chân. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Còn con này thì nó sẽ là dòng hai chân luôn. Hai chân như này. Đấy, hai chân thì gọi là hai chân thôi nhưng mà nó là các bác lên cho em là con này là đuôi cảm ứng xoáy trực tiếp. Đấy, con này nó sẽ xoáy trực tiếp luôn, về nhà các bác không cần phải đấu dây. Đấy. Như con này thì các bác vẫn phải đấu dây, nó hơi phức tạp. Về nhà các bác phải đấu dây vào. Đấy, còn ví dụ như con này là các bác về nhà thì cắm sang bên này. Về nhà thì khi mà các bác đã có cái đuôi sẵn như này rồi nhá, các bác chỉ cần xoáy cái đuôi này vào cho em này. Xoáy cái đuôi này vào. Đó. Sau đó xoáy bóng vào đằng trước này thì các bác bỏ cái quả bóng cũ ra, và xoáy vào cái này và cái đuôi cũ của các bác, sau đó xoáy bóng vào cái đuôi mới của em là xong. Đó. Thì các bác lên cho em là đuôi xoáy trực tiếp nhá, đuôi xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k. Đấy, đuôi hai chân xoáy trực tiếp này. Đấy, đuôi hai chân nhá. Cái này nó sẽ là hai chân xoáy trực tiếp. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá, 60.000, đều là cảm ứng chuyển động hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì công suất của nó sẽ là một, đây. Một con máy như này là 250W, điện 220V. Đấy. Các bác dùng thì rất là thích luôn, chỉ việc là cắm điện vào cho em này, cắm điện vào này. Đó, sau đó thì nhấp này là nó chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác nghe tiếng máy kêu chưa? Máy chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác dùng để xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều, cà phê, ngũ cốc đều được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Máy xay khô 120k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đuổi chuột nhá. Đấy, con này thì sẽ là máy đuổi chuột. Giá sẽ là 35.000, 35k cho con máy đuổi chuột như này. Con này dùng rất là nhạy luôn, chuột, côn trùng, kiến gián đuổi được hết các bác nhá. Chuột, côn trùng, kiến gián. Về nhà chỉ việc cắm vào nguồn điện là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái này là nó sẽ là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó là 50 miếng, giá chỉ có 40k thôi. Bằng một bát phở thôi nhưng mà dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đấy, người lớn, trẻ, nhỏ, người già dùng nó hết nhá. Ban đêm trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra, sau đó thì mình dán vào cái gan bàn chân cho em. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái đèn 8 cánh này. Bóng đèn 8 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn. Đó, bóng đèn 8 cánh siêu sáng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đây. Đấy. Sáng lắm các bạn. Đấy, đèn 8 cánh siêu sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Sáng rực rỡ luôn. Đó. Công suất của nó là 200W nhá. 200W điện 220V. Đèn 8 cánh. Lên trên là đèn 8 cánh có thể gấp gọn vào như này. Đó, bóng đèn 8 cánh. Con này giá của nó sẽ là 190k nhá, 190.000. 190k cho con bóng đèn 8 cánh như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy. Đây. Con này nó sẽ là con 5 cánh này. Con 5 cánh này cũng rất là sáng luôn. Đó, đây. 5 cánh như này. Rất sáng luôn. Đây con này. Con này rất sáng luôn. Đây em đang thắp cho các bác xem này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đây, sáng trưng luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các bác bỏ ra cho em xin 3 giây để cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút tương tác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con két sắt mini nhá. Đây, két sắt mini. Đấy, con này thì nó không quá dày đâu, nó chỉ vừa xinh thôi nhưng mà khi các bác dùng thì nó cũng khá là tiện ích luôn. Đấy, có chìa mở như này nhá, có nút để cho các bác mở chìa này, có nút cho các bác mở chìa và có cho các bác là cả cái số điện tử như này luôn. Các bác có thể dùng đây rồi, các bác có thể dùng số điện tử cũng rất là ok luôn. Và con này thì cái mặt của đằng trước của nó là khá là dày, còn mặt đằng sau thì vừa phải. Để các bác sử dụng thì các bác có thể là bắt vít vào đây. Đấy, nó kèm cả ốc vít luôn nhá, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Và đây của nó là có sẵn pin này, pin để các bác mở số điện tử này, có đai vít này và có cả chìa như này luôn. Đó, thì các bác về các bác mở ra cho em. Đó, sau đó thì mình có thể sử dụng số điện tử hoặc mình sử dụng chìa tùy theo. Lên cho em là két sắt mini nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây. Xoay vào đây cho em này.
xoáy ra để mở ra này. Đây các bác này, mở ra nó sẽ như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm, chiều cao thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều sâu thì cũng vào khoảng là 20 cm các bác nhé. Đó, đây, đây là cái hệ khóa của nó này. Đấy, khi các bác mở thì vừa mở khóa vừa kết hợp với cả cái lẫy này chú em. Đó, đây, cái lẫy đai này của nó rất là to và cứng luôn nhá. Đó, cho nên là rất là an toàn này. Đó, đây, đóng vào này, sập vào này các bác này. Đấy, mở ra thì các bác kết hợp xoáy lẫy cho em nhá. Đó, đây, đây. Đó, thì rất là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 350.000. Lên mã giúp cho em đó là két sắt mini. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai chìa này, hai cái đai để các bác bắn vào tường này, và một cái bộ pin. Pin thì các bác lắp vào đằng sau cho em nhá. Đấy, pin các bác lắp vào trong hệ pin bên trong này. Lên cho em là két sắt mini 350k nhá. 350.000 cái két sắt mini như này. Đó. Các bác mở ra chưa? Mở ra sau đó thì lắp pin vào trong này và các bác cài mã cho em nhá. Két sắt mini. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái tăm nước nhá. Tăm nước thì nó sẽ là có 4 đầu như này này, 1 2 3 4. Các bác cho nước vào đây chưa? Cho nước vào đây. Đấy, đây thì nó sẽ là vệ sinh nhiễu, vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi cho em. Lên cho em là tăm nước. Giá thì sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy bơm như này. Đấy, một máy bơm rất là khỏe luôn. Hàng này thì của nó xuất đi rất nhiều nước nhá. Một cái máy bơm rất là khỏe như này. Và một cái bộ đầu lưỡi nhá. Đây, máy bơm các bác này. Các bác bật lên cho em. Đó. Đấy. Máy bơm rất là khỏe luôn. Các bác chiết nước vào đây cho em. Đấy. Cho nước vào đây này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Ăn xong là mình ra mình vệ sinh luôn. Đấy, ăn xong mình ra mình vệ sinh luôn. Có cả củ sạc đi kèm nhá các bác nhá. Có cả dây sạc đi kèm. Đấy, và bốn cái đầu vệ sinh như này. Đây, có dây sạc đi kèm đây và có bốn đầu vệ sinh nhá. Các bác cứ lên YouTube các bác gõ là tăm nước là nó sẽ ra. Đấy, thì con này để vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Tăm nước giá sẽ là 170k cho cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình tông bình xanh nhá. Đấy, lên cho em là bình xanh. Đó, bình xanh như này. Thì nó sẽ có con 1 lít và con 2 lít có quai đeo. Bình xanh của quân đội Việt Nam mình thôi. Con này sẽ là 90k cho con 2 lít và con 1 lít sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm và màu là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bằng nhôm tự nhiên như này. Đấy, bằng nhôm. Nhôm nguyên sinh nhá, nhôm tự nhiên. Đó. Các bác dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thì tuyệt vời luôn. Đựng nước lọc, nước uống, rượu bia, nước giải khát đều ok hết nhá. Có quai đeo như này. Các bác mang đi cấy, đi gặt, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Con 1 lít là 70.000, con 2 lít là sẽ là 90.000 các bác nhá. 2 lít 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái cốc tự khuấy đa chức năng. Các bác dùng để mình khuấy nước ngọt rồi nói chung là cà phê rồi nói chung là cho đá vào đây là mình sử dụng thôi đó. Và các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này. Đấy, cho các thứ vào đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cốc tự khuấy như này. Giá của nó sẽ là đây, lắp cho em đôi pin vào đây này, lắp đôi pin vào đây. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác lắp cái bình và cái đít này cho em. Đó, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k cho em cốc tự khuấy như này, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khay đá thông minh nhá. Đấy. Khay đá thông minh như này thì về nhà các bác bỏ đá vào đây cho em, cho nước vào đây, sau đó thì cho nước vào đây, sau đó thì mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Và đây cái đế của nó là đế mềm như này. Đế mềm như này các bác này. Thì khi các bác sử dụng ấy thì là mình chỉ cần ấn này là viên đá nó sẽ lồi lên nhá. Các bác không cần phải vặn, không cần phải vặn như này làm gì cả, chỉ cần ấn này là viên đá nó lồi lên thôi. Tại vì cái đế này của nó là silicon mềm. 15.000 một chiếc. Đấy, 15.000 cái như này các bác nhá. Đấy, và các bác có thể để chồng nhau được luôn, nó có nắp như này để chồng nhau được luôn. Đấy, lên cho em là khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gang tay lao động nhá. Một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 trong bịch 12 đôi, có cao su non chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để mình lao động làm vườn này. Đấy, rồi nói chung là đa chức năng luôn, có thể cầm bút viết được thoải mái luôn nhá. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 12 đôi. 12 đôi là 70.000 nhá. 70k. Đó, 70k, còn các bác mua lẻ thì
5 đôi sẽ là 40k nhá. 5 đôi sẽ là 40.000. Đó. Dùng để viết lách rất là ngon luôn. Để làm vườn, làm cây cối bonsai. Để dọn dẹp vệ sinh. Làm nhà rất là tiện, các bác dùng vào việc gì cũng được, nó rất là phù hợp, nó sạch sẽ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Tất 10 đôi hàng của thương hiệu Na như này. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ của nó là 10 đôi. Tất của thương hiệu Na, co giãn 4 chiều. Đây này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, co giãn 4 chiều như này. Tất của thương hiệu Na nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ 10 đôi, tất màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tựa lưng thôi nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình tựa lưng. Đấy, mình tập, mình tựa lưng, mình tập cho nó khỏi bị đau lưng, đau mỏi vai gáy, đau xương khớp. Đấy, nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần cài vào đây cho em xong. Đó, các bác cài vào đây cho em. Đây, các bác cài vào đây cho em này. Đấy, đây, cài vào đây cho em là xong. Đó, cài như này. Rất là tiện ích luôn, các bác nằm lên cho em, nằm lên. Đây nó sẽ có cái miếng mút như này, các bác cài vào giữa như này nhá. Đây. Đây của nó sẽ là tập là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 động tác tất cả này. Đấy, các cái động tác như này là 10 động tác. Các bác tập thì giúp cho các bác là định hình xương sống này, xương vai, xương cổ, nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi, rất là rẻ luôn, bằng nhựa. Và các bác có thể điều chỉnh cái nấc của nó là lên xuống tí thôi nhá. Đấy. Các bác tập lâu thì các bác cho cái nấc cao này, các bác tập bình thường thì các bác cho cái nấc thấp nhá. Lên thì em là tựa lưng nhá. Giá sẽ là 50.000. Đấy, các bác định hình cái xương sống của mình để nó tránh bị đau xương sống, đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn. Tựa lưng giá chỉ có 50k cho bọn em tựa lưng như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Đây nó sẽ là một con đèn hộp nhôm như này. Giá thì sẽ là 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Có cả quai đeo, quai sách đàng hoàng, có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đây, đấy các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì muốn dùng bật lửa thì các bác nhấn cho em cái nút bật lửa là nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên. Đấy, lên đèn là lửa lên này. Đấy, các bác nhấn tắt giữ lì là nó sẽ tắt này. Đó. Giữ lì cho em là nó sẽ tắt. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Và có nam châm hít này, có nam châm hít này. Đấy, có đèn chiếu sáng này. Có đèn chiếu sáng như này. Rất sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng vàng, sáng trắng, nhấp nháy cảnh báo rất đầy đủ luôn. Có dây đeo các thứ đàng hoàng. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Giá sẽ là 90k cho con đèn hộp nhôm như này. 90.000 cho con đèn hộp nhôm. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn kế nhá. Giá 90.000 thôi. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 cho một con như này. Có bao gồm cho các bác là một đồng hồ này. Đấy, một đồng hồ như này và một cái bộ dây như này các bác nhá. Đó. Các bác bật lên là mình sử dụng thôi. Đó, rất là tiện, bác nào mà chuyên môn về điện muốn sửa chữa này, đo vôn kế, đo AC này, DCA này, đo ôm này. Đấy, dùng con này chưa? Rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc làm nghề linh tinh lặt vặt cũng rất là ok. Đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Vôn kế giá sẽ là 90k. Đó, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ làm cái đèn 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W và siêu sáng luôn. Con này thì rất là sáng nhá, 28W. Giá thì sẽ là 40k. Lên cho em là đèn 4 cánh mini. Giá sẽ là 40k cho một con đèn 4 cánh mini như này. Công suất là 28W các bác nhá. Công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo gà nhá. Kéo gà của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to, hàng đại các bạn. Đấy, rất là sắc luôn này các bạn này. Đấy, những cái dây bóng dai như này mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Kéo rất là sắc luôn. Đấy, hàng của Nhật, thép SK5 Japan này. Đấy, con này thì hàng đa chức năng luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, thực phẩm, thức ăn này. Rồi cắt cây, cắt cành cũng được. Đấy, rồi đánh vẩy cá, kẹp cua, ghẹ, đầy đủ các chức năng luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt gà Nhật. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con kéo cắt gà Nhật như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái hộp tam đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái hộp tam đồng như này. Giá thì chỉ có 90.000 cái hộp tam đồng như này thôi. 90k cho cái hộp tam đồng như này các bác nhá. Đấy, một cái hộp tam bằng đồng đẹp như này mà giá chỉ có 90.000 thôi.
lên cho em hộp tam đồng 90.000, các bác bỏ vào đây cho em. Đó, nhấp qua nhấp lại này, rất là tiện luôn. Hộp tam đồng giá sẽ là 90.000 cái hộp tam đồng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng nhá. Đấy, một con cặp lồng rất là đẹp như này. Đó. Cái này bao nhiêu nhỉ? Đây. Cái nắp này thì các bác dùng để làm bát luôn này. Tiếp theo nó sẽ là một cái khay nhỡ này để các bác đựng mắm mì chính này, một cái khay chung này và một cái cặp lồng như này. Dung tích của con này thì sẽ là vào khoảng là 1,6 lít nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con cặp lồng như này. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, cặp lồng rất là đẹp như này. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 nhá. Lên cho em là cặp lồng 120k này. Cặp lồng như này. Đấy, rất đẹp luôn. Giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cái cặp lồng tầng nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 4 tầng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100. Con này thì giá đang thanh lý. Cặp lồng tầng này bao nhiêu nhỉ? Đây, đấy, một con cặp lồng 4 tầng như này. Các bác có thể mở ra từng tầng một nhá. Cặp lồng tầng. Giá đang thanh lý cho các bác chỉ còn 80.000 thôi. 80.000 cho cặp lồng tầng như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là có 4 tầng nguyên vẹn như này. 4 tầng nguyên vẹn như này, mỗi tầng là các bác có thể, con này dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mang cơm đi học, đi làm, đi du lịch này, hoặc nhà đi chăm người ốm này, bệnh viện viết này. Đấy. Thì các bác cứ mang cặp lồng ra mình mua đầy đủ các cái thực phẩm cho em. Đó. 4 món, mình có thể đựng được 4 món luôn. Và có nắp có giòn nhá, có nắp có giòn đựng canh riêu thoải mái nhá. Đấy, có nắp có giòn như này. Nắp có giòn đựng canh riêu thoải mái luôn. Đấy, đậy vào thì rất là chắc chắn nhá. 4 tầng như này. Đó, và có quai sách đàng hoàng. Đây. Có quai sách như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 nhá. Cặp lồng tầng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Đấy. Đây, một con ấm siêu tốc rất là ngon như này các bác này. Đấy. Tên là gì? Ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, một con ấm siêu tốc inox như này, rất là đẹp luôn. Có điều chỉnh nhiệt ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt ở đây. 450.000 nhá. Đấy, có cả kính nhìn rõ nước bên trong luôn, dung tích của nó là 1,7 lít nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000, đúng không? 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Hàng inox dày dẫn chắc chắn, có điều chỉnh nhiệt ở đây nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý. 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Đây là cái đế của nó các bác này. Đây, đế của nó đây. Đế của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đây. Các bác đặt vào cho em này. Đó. Đây. Nút nguồn của nó đây. Hàng rất hiện đại luôn, rất đẹp luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kyler các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dày lắm cái mâm này của nó. Mâm này của nó siêu dày luôn. Cho nên các bác đun thì cực kỳ là yên tâm. Đấy. Ở trong này thì nó có hình như là một cái con dơ le gì đó, hoặc con cảm biến nhiệt đây này. Đấy. Nói chung là hàng này thì rất là chất, hiện đại. 450.000 lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bút mực nhá. Bút mực thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, bút lông nhá. Lên cho em là bút lông. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Đây. Đấy, em đang viết đây các bác này, bút lông như này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Giá bán thì sẽ là 20.000 nhá. 20k trên 3 cái này. 20.000 trên 3 cái. Và mua cả hộp thì sẽ là, cả hộp thì sẽ là 50k nhá. Đấy, 50.000. 50k trên một hộp. Đấy, một hộp này của nó sẽ là đi 10 bút. Một hộp là 10 bút nhá. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Màu xanh và màu đỏ. Một hộp là 10 chiếc. 2, 4, 6, 8, 10. Một hộp 10 cái là 50.000. Đấy, 50.000 một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, trên 3 cái các bác có thể mua về để làm thợ làm nghề rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ cả củ sạc cả dây như này nhá. Sạc nhanh iPhone. Đấy, sạc nhanh iPhone cả củ sạc cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone, củ cực kỳ chắc luôn. Hàng cực kỳ là ngon. Bác nào chuyên dùng iPhone thì mua con này cho em. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ còn cho các bác là 50k thôi. Đây, iPhone 15 Pro Max này. Đấy, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đấy, cả củ sạc cả dây chỉ có 50.000, giá siêu rẻ luôn.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao này. Bộ ba dao như này. Đấy, con dao gọt này thì sẽ là 40.000, con dao thái là sẽ là 90.000, con này là 40k này, con này là 90k này. Đó, hàng thì đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật hết. Ngoài ra thì sẽ là một con dao chặt như này. Một con dao chặt. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đó. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt như này, 180k, đều là hàng của Nhật chữ dập chìm hết nhá. Đó, nếu mua combo 3 con như này, bên em gửi tới các bác giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho 3 con, bao ship đến tận nhà, còn mua lẻ từng con một thì giá của nó sẽ là như trên các bác nhá. Đó, giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái con mài dao ba khe, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Mài dao ba khe nhá, giá của nó sẽ là 130k. Hàng nội địa của Nhật, con này chuyên để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lướt qua lướt lại này cho em. Đấy, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải. 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ như này. Mài dao ba khe đỏ 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Con này thì nó sẽ là dao của thương hiệu Wattpo và nó là dòng dao trắng, thép trắng không gỉ nhá. Đấy. G49, hàng thương hiệu Wattpo. Con này thì cũng nặng từ 3 đến 5 lạng. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cắt được cả dây bóng luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho một con dao G49 như này nhá. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm, phần lưỡi thì khoảng 20 cm và bản thì cao khoảng là 10 cm. Lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000. G49 150.000 nhá. Lên cho em là G49 150k, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đuôi lò xo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, đuôi lò xo như này nhá. Con này thì đang bán 30.000, đợt này cũng thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nữa luôn. Đấy, một cái đuôi lò xo như này giá chỉ còn cho các bác là 25k thôi. 25k cho một cái đuôi lò xo như này các bác nhá. Đấy, có công tắc luôn. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào nguồn điện, lắp bóng vào, không thích dùng thì tắt đi. Đấy, 25.000 các bác nhá. Duy nhất trong ngày hôm nay trên video này thôi. Giá sẽ là 25.000 cho một con đuôi lò xo như này. Đó, 25k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái van xả một đầu nhá. Van xả một đầu như này. Giá thanh lý cho các bác 50.000 cho một con van xả một đầu như này nhá. 50k. Đó, bằng inox 304. Ở đây sẽ có cho các bác là cái đầu gen như này. Có cả gioăng giếc đàng hoàng để các bác có thể kết nối vào các cái đầu nguồn nước. Đấy, các cái đầu vòi khác cũng rất là ok luôn. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. Van xả một đầu 50.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Con này thì các bác dùng để mình dán lên các bề mặt mà mái tôn, mái ngói, rồi bờ rô, rồi các cái tấm lập mà nó bị dạng như là bị nứt, bị thấm rột thì các bác dán cho em. Lên cho em là keo dán tôn nhá. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10, giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn 10 như này. Keo 10, giá sẽ là 40.000. Bản của nó thì 10 cm và chiều dài thì khoảng là 5m nhá. Chiều dài khoảng 5m. Để các bác chuyên để dán tôn rất là ok luôn. Keo 10. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi. Đấy, bao gồm là 30 lưỡi cạo, lưỡi kép. Đấy, có cho các bác là 30 lưỡi kép này, một bàn cạo và một lọ kem luôn. Đấy, combo cho các bác như này. 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem, lưỡi của nó là lưỡi kép nhá. Bộ hai lưỡi kép như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn cho các bác là đi 60.000 thôi. 60.000. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 nhá. Đấy. Cho một bộ lưỡi kem như này. Lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho bộ lưỡi kem này thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái bảng tô. Đấy, bảng tô nhá. Con này thì các bác dùng cho trẻ em nhà mình học tập rất là tuyệt vời luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng này. Đấy, lên cho em là bảng tô. Giá sẽ là 40.000 thôi. Lên cho em là bảng tô. Ở đây nó sẽ có nút khóa, các bác mở cái khóa ra cho em này. Mở khóa ra cho em. Sau đó thì các bác bật lên. Đó đây. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô. Đấy, giá sẽ là 40k, 40.000 một chiếc. Các bác có thể mua về để cho các em nhà mình nó học hành, tránh xa điện thoại, máy tính bảng.
Đấy, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, đây, rất tiện luôn. Tô vẽ thoải mái luôn. Giá sẽ là 40k, 40.000. Rồi ok. Tôi chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh thôi nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhá. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh như nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này các bác nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này, đây, cái tay sen này các bác. Đấy. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào cho em này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó này. Đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy, bát cầm tay của nó bằng inox hết này, bát cầm tay inox hết. Đấy, và một cái bát to như này nữa này. Đấy. Một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc cho em cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc cho em cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc cho em cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây nó là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này. Đấy, đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy. Lắp cái củ này vào đây. Đây. Lắp cái củ này vào đây. Lắp cái củ này vào đây. À, đây là cái bát của nó này, bát của nó này. Đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 500. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhấc lấy hết luôn, cái gì liên quan nước đây. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhá, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy. Thì con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó. Hai nguồn nước nóng lạnh, rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em, giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh.
và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen, bắp sen chậu rửa, bắp lắp cái lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó, lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cái này là sen cao su vòi, lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh giá sẽ là, lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cái củ nóng lạnh như này. Đấy thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy. Cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp cho chậu rửa mặt. Đấy. Lắp vào chậu rửa mặt, còn con này là các bác lắp treo lên tường đấy để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy. Nôm na là một con là lắp được vòi sen, còn một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy. Còn của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đây? Chậu rửa inox à? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này, Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200 vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 thì cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 400-500. Hàng rất nặng luôn, dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp. Vòi chậu rửa cứng nhá. Giá của nó sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát. Cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen, cái tay của nó màu đen như này, hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này. Xoay 360 độ này. Có ngoắt nhéo này, có ngoắt nhéo này. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá, tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn. Đó. Có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này. Dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa? Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá. 330.000 cho còn vòi tay đen. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 280.000, 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cái một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy. Osaka Japan con này, Osaka Japan, inox 304M. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì các bác lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa vặn xinh xắn, inox mà không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì các bác nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông giá sẽ là 330.000 nhá. 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi, dây, giá đỡ, ốc, yếc các thứ đàng hoàng luôn. Vòi, dây, giá đỡ, ốc, vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Combo cho bác về nhà các bác lắp vào cái này cho em. Đó, lắp vào đây. Đó. Thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này.
Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. Đấy, inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên theo là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên cho là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của bác. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy. Dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. 90.000 thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su. Giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá. Sen cao su giá sẽ là 80.000. Cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này, khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này, sau đó mình lại bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này. Đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su như này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000. 80.000 các bác nhá. Cảm ơn điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh. Bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập lên 1cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước. Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đã. Lên cho em là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy. Này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1cm là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1cm là tự ngắt, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy. Xoay 360 độ luôn. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn.
Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 bộ đồ này, lên cho em là vòi bạc rồi ok. Hello các bác nha, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa phúc lộc thọ như này nhá. Đấy. Hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Chuyển khoản hết thì bên em mới bán. Tam đa phúc lộc thọ. Đó. Bộ ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa phúc lộc thọ này, ba ông như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tắc của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn với một lưỡi đi kèm, nó là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này. 130.000 nhá. Lên xem là dao cắt kính, cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính, cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy. Cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính, cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này, sau đó thì mình đưa vào này, vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhá. Đây cái chỉ này. Và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây, chúng ta đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây. Đấy, anh chị quan sát ra đây. Đây. Đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ không đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính này. Luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Đây này em cắt kính nhá. Đó. Thấy không? Thấy cắt kính. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Công thì em đặt với cắt luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em sẽ cắt cái viên gạch men. Một đây. Hơi tím luôn. Đấy, em thấy không? Rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi môi sới cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sới cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Đây các bác. Đấy. Đây các bác này. Đó, mua sữa cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá, nhưng lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là môi sữa cơm nhựa nhá. Môi suối cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái môi suối cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy, các bác có thể là cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Để mang giúp cho em đó là chắn bếp ga nhá.
Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình như này các bạn này. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này. Rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân, cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này, về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân, cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 sen, 2 sen rưỡi đến 3 sen. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn. Khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm mình điếc. Đấy, hoặc các bác đi đường điếc hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá. 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút thổi bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thử bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này. 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này. 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá, bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu, con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi, trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đấy? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 cho cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây.
Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác, giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi, 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá. Sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn, 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi, bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi, 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng led nhá, bằng led. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá, con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi. Cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này, bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy. Nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, đề co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50k. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50k cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên theo là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm bón nhá. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55, đấy 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKMA này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhá. Đấy. Đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu con này thì có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em đó là 100k, đồng hồ điện tử này. Điện tử dây thép nhá. Dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy. Điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang các bác này. Đấy. Nó gọn như này các bác này, rất đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy. Nó này nó sẽ là dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000. Cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Về nhà các bác bóc cho em, túi bóng chống xước các bác bóc cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ
Con này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là đồng hồ đây. Con này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi, 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90 cành thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá. Cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao. Giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000. Có đèn các bác này. Đèn điếc các thứ đàng hoàng. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng qua đây. Đó, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái này. Nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000. 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đó. Đấy. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa đâu. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn này các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá. Có xà bông, có chất tẩy rửa luôn. Thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy? Giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn. 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây. Các em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn, để ô tô này phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá. Con lăn bụi như này. Đấy. Đây. Các bác có thể tháo ra. Đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy. Lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá. 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm hai miếng con lăn này nữa, và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám ở đây rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là cái máy hút chân không nhá. Máy hút chân không thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho các bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn túi yếc mình hút mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không.
Tên cho em là máy hút chân không, giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mã hàng mới bên em tiếp tục về ngập kho để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Hàng của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ và công suất của nó sẽ là 1500W, hàng thương hiệu Camel của Nhật nhá. Rất là ngon cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác sử dụng thì xoáy cho em đồng thời cả hai nút nhá. Nút bên này nó sẽ là nhiệt độ, nút bên này là thời gian này, min max là nhiệt độ và thời gian. Đấy, về nhà các bác bóc cho em cái màng chống xước này ra. Đó đây. Ở trong này của nó sẽ là một cái con mai so tỏa nhiệt như này. Thì nó giúp cho làm chín đồ ăn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đó, làm chín làm nóng các kiểu con là điều luôn. Điện 220V nhá, 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên này, đấy. Nồi chiên không dầu. Không dầu. 10 lít cả vỏ nhá, 10 lít. 10 lít cả vỏ luôn, cả cái vỏ to này, cả cái vỏ này là 10 lít này. Còn nguyên cái phần để chiên này thì vào khoảng 4 lít này, 4-5 lít. Giá sẽ là 590.000, 590k và bao ship tận nhà cho các bác nhá. 590k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 590.000 thì các bác nồi chiên không dầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình áp quy nhá. Đấy thì nó sẽ có hai dòng, một dòng em lên cho các bác cái mã sạc bình áp quy nhá. Có con là 12V và con này là 1224. Con 12V này thì nó sẽ là 8A và 4A này. 12V thì 8A và 24V là 4A, còn con này của nó thì nó sẽ là 12V 5A. Đấy, nôm na là như thế, còn tùy theo các bác nhu cầu các bác như nào các bác mua. Con này thì sẽ là 12 24 290k bao ship nhá, 290.000 bao ship. Đấy, còn con này thì sẽ là 12V 190k. Đấy. Tất cả thì đều có chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều, rồi nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là con 12 nguyên 12 này. Còn con 24 thì nó sẽ to hơn một chút này. Đấy, nó to gần như gấp đôi luôn, gần như gấp đôi, dung lượng của nó lớn hơn. Đều là có khử sun phát, đảo chiều, đảo giấc các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Bộ điều khiển từ xa. Cương ơi. Bộ điều khiển từ xa thì bên em có hai mẫu, một là mẫu cắm trực tiếp nhá. Đấy. Về nhà thì các bác có thể cắm thiết bị mình vào đây, sau đó thì dùng cái công tắc này cho em. Lấy trên cái bộ đấu nối. Đấy. Cắm trực tiếp thiết bị vào đây, sau đó thì mình điều khiển qua cái này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ này là bộ cắm trực tiếp nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng đấu nối như này. Đấu nối này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều khiển từ xa nhưng mà về nhà thì các bác bắt buộc là mình phải đấu nối vào cho em nhá. Đấy, bắt buộc phải đấu nối này, có cái móc khóa này. Và về nhà thì các bác đấu nối vào cho em. Đấy. Đầu vào đây, input vào này, vào này. Đấy, sau đó thì đầu ra này. Đấy. Thì đầu vào của thiết bị này, sau đó là ra thiết bị đây. Đấy, và con này cũng có điều khiển từ xa đây, có điều khiển từ xa đây các bạn này. Đấy. Thì con này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen này, đấu nối màu đen. Giá sẽ là 95k nhá. 95k thì cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển cắm trực tiếp, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Và bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ cao hơn một chút nhưng mà rất là tiện dụng luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa bão, mùa thấm rột rồi. Thì các bác dùng cái xịt này cho em rất là tiện này. Đấy. Trước khi dùng thì lắc đều lên cho em và cái phát nhấn đầu tiên là nhấn quan trọng thì các bác nhấp mạnh tay cho em một chút này. Đấy, đấy. Lắc đều lên cho em, sau nhấp mạnh tay một chút để cho nó ở cái đầu này thì nó hay bị tắc ở cái đầu này là do nó đang bị khô ở cái đầu này. Đấy, nó ở khô ở cái đầu này thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy. Lắc đều lên cho em, sau đó thì mình nhấp đều lên cho em. Đấy đây. Nếu mà các bác mà nó bị tắc nha thì các bác cứ nhấn lì để cho nó đẩy hết cái phần đặc ra. Đấy, đây. Qua theo, đây. Đấy. Khi em xịt lên như này thì cái xịt lên như này thì khi mà các cái phần thấm rột này, đấy nó là dạng là nano các cái phân tử nano nó sẽ thấm vào các cái bề mặt mà bị lỗ, bị thấm rột nhá. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là bịt hết các cái phần bị thấm rột, bị nứt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, bình xịt chống thấm giá sẽ là 45k trong bình xịt chống thấm như này.
lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá, giá sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy, con này thì các bác có thể diệt được hết các loại chuột luôn, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là diệt được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, hàng thì hàng nó sẽ là hàng số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bán trên toàn cầu luôn, bán trên toàn cầu luôn nhá. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan mà bán trên toàn cầu luôn, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá, hàng của Nhật. Con này thì dòng này thì cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì giúp cho các bác là trị chuyên trị viêm nhớ, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Thì nếu bác nào mà hay bị đau lợi, viêm lợi, chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Rất là tiện luôn, một combo như này 6 chiếc, giá sẽ là 25k một trong một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ này bao gồm 6 cái. Giá siêu rẻ luôn. 1 2 3 4 5 6. Đấy, tính ra là 64 24 và có 4.000 thôi. Và có 4.000 cho một chiếc bàn chải như này mà hàng nội địa của Nhật, chống viêm nếu lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. Combo cho các bác là vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. Đấy, 30 lưỡi, một bàn cạo, một đây, một bàn cạo, một hộp kem như này. Một bàn cạo, một hộp kem và sẽ có cho bác là vào khoảng 30 cái lưỡi như này. 30 cái lưỡi, lưỡi là lưỡi kép nhá. Các bác dùng để mình cạo râu rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 55.000 thôi. Một bộ này thì của nó là thấp nhất là được 30 lưỡi, có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi nhá. Đấy, nhưng mà em cứ tính nôm na nó là 30 lưỡi thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem này. Đấy. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 55k nhá, 55.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đũa inox nhá, đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 cho một vỉ như này, bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. Đấy, đũa inox 304, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Đấy, lên cho em là đũa inox. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác nhá. Giá chỉ có cho các bác là tên máy giúp cho em đó là đũa inox này. Đấy. Đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này nhá, 55.000 trên một vỉ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc béo này, dây sạc béo như này. Giá của nó sẽ là 50.000 một dây, 50.000 một dây. Ở đây thì nó sẽ có 3 đầu như này nhá, chiều dài khoảng 1 mét nhá. Chiều dài khoảng 1 mét có 3 đầu này, Samsung Taishi đều được hết nhá. Hàng to, chống đứt này. Đấy, dẫn điện tốt này, cho nên là các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, chống cháy nổ rất là tốt luôn. Nên mã giúp em đó là sạc béo. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Sạc béo 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kính hàn nhá. Đấy, kính hàn. Giá sẽ là 100 lên cho bác cái mã kính hàn điện tử nhá, kính hàn điện tử đây. Đấy, thì các bác nào chuyên làm thợ hàn thì dùng con này cho em. Về nhà thì hàng mới tinh của Nhật này. Bóc cho em cái giấy bóng này ra này. Đấy, các bác bóc hết lột cho em cái giấy bóng này đi. Đó. Và đây thì nó sẽ là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác yên tâm không cần phải sạc này. Đây nhá. Các bác dùng khi mà dùng bình thường thì nó sẽ là như này. Đấy, thì khi mà có ánh đèn mà chiếu vào ấy, có ánh đèn mà khi mà bị nó bị phản xạ ánh sáng nhá. Đấy các bác này. Đấy. Khi mà nó bị phản xạ ánh sáng thì nó sẽ che cho các bác nhá. Đấy. Nó sẽ che cho các bác luôn. Thì con này khi mà phản xạ ánh sáng thì nó sẽ tối đi nhá. Đấy. Khi mà các bác hàn ấy thì cái tia hàn của mình nó sẽ giúp cho các bác là tối đi. Đấy. Cái tia hàn nó nhấp nháy là nó sẽ giúp cho các bác là che tối đi. Bỏ ra thì nó lại sáng, nôm na nó là như thế nhá. Nên mã giúp cho em đó là kính hàn điện tử này. Đấy, có dây đeo giúp đàng hoàng. Giá thì đợt này thanh lý cho bác, giá chỉ còn 140.000 trong con kính hàn điện tử như này thôi. Lên cho em là kính hàn điện tử, giá sẽ là 140k nhá. 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 190.000. Đó. 190.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy. Ở đây thì sẽ là bao gồm là vít này, điều khiển này, một pin năng lượng này và một đèn thế này. Đấy. Con này thì ban đêm thì khi mà các bác cắm vào trong cái tấm pin thì ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Đấy, ban ngày nó sẽ tắt. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là khá là sáng luôn. Thì rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, có thể xoay đảo chiều như này. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Con này thì khi các bác dùng thì nó khá là tiện ích và vừa vặn. Đấy, có tấm pin năng lượng các bác cắm vào, có điều khiển điều tiết đàng hoàng, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho bác luôn. 190.000. Tiếp theo thì
nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cước câu các bạn này. Đây, cước câu đây. Đấy. Các bác lên cho em là cước câu nhá. Đấy, con này thì một quận như này. Chiều dài của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Cước này là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Rất là dài luôn các bạn này. Đấy. Cước siêu dài luôn các bạn. Đấy, siêu dài luôn, cá to cá nhỏ chơi được hết nhá. Lên cho em là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Giá thì lên cho em là cước câu giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái quận cước câu như này thôi. Nói chung là thoải mái luôn, về nhà các bác sử dụng thoải mái luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Một quận như này thì nói chung là dùng thì có mà dùng cả đời luôn các bạn, nhiều lắm. Đấy, lên cho em là cước câu, giá của nó sẽ là 20k cho một quận cước câu như này nhá. 20.000 cho một quận cước câu như này. Ừ, ok. Hello chào các bác nhá, một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm. Đấy thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000 thanh lý cho bác, giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào là các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá, các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V, giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái, 40.000 trên ba cái như này. Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25.000. Cái này là ổ gấp à? 15.000 đúng không? 15.000 một cái và 40.000 cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá, ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc và các bác nào mua từ 3 cái thì giá sẽ là 40.000. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 ổ cắm như này và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là tủ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30 cm. Dao thì siêu bén cho các bác luôn. Dao thái vân gỗ siêu bén thế này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây, rất bén luôn. Dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá. Đấy. Hàng của Nhật, Japan các bác này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao thái vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120.000 nhá. 120k cho con dao thái vân gỗ như này. Giá sẽ là 120.000. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20.000 cho một viên pin 16850 như này nhá. Lên cho em là pin 16850. Giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên. Đó. Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình. Đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Giá sẽ là 80k, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim. Đó. Vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá. Lọc nước như này. Một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá. 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này hoặc là qua bình nóng lạnh này hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này. Các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy, sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn. Có chức năng thông mạch này.
vừa làm tô vít này, đấy vừa làm cái tô vít nhỏ này, đấy vừa thông mạch này và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, bút điện cao su 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ lính nhá, đấy, mũ lính này, đấy, mũ lính. Hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá. Có xốp cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ, à đi xe máy các thứ rất là ok nhá. An toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá, màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính này. Mũ lính 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giày lính nhá. Đấy, giày lính. Giày lính Mỹ. Đây. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây. Con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đầu. Chất của nó rất là mềm luôn nhá. Chất của nó rất là mềm luôn. Đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá. Ví dụ bác nào mà cỡ. Hả? Đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá. Lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA. Hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn. Chất của nó thì khỏi phải bàn luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá. Đi thì cực kỳ là ôm form, ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá. Giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá, vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây. Đấy, có đầu vòi đây các bác. Xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em. Rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá. 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô. Cái này là cái gì? Ba lô tím à? Ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. 120k. Chiều dài của nó thì vào 40 này. Dài của nó thì vào khoảng 40-45. Và chiều rộng của nó thì vào khoảng là, chiều rộng của nó thì vào khoảng là, đây, khá là to luôn. Đây. Đấy, đấy nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đi du lịch, đi học, đi phượt hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25cm, chiều cao khoảng 25cm. Lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá, kéo cắt tóc đây. Bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá. Một con cắt, một con tỉa, giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch. Chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may, giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này, hàng nội địa Nhật 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này, made in Japan các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn, viên 5 trong 1. Một viên, một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3-5 cân quần áo luôn. 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó.
55k cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo quá nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, nó là đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây. Cái sạc điện thoại iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng, các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhé. Thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhé. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn. 20.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá. Thuốc trị hăm cho bé này, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này. 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy, thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây, nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy, thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng đấy thì các bác bôi vào cho em. Đó, giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bạn nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bạch biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên theo là bạch biến, giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác, ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng, gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này, thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến, giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k cho một típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên, giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bác này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây.
Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá, đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó, thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn. Để co bôi trĩ xa, bôi trĩ trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bôi trĩ. Đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các bác trĩ nội trĩ ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một típ như này. Lên cho em là kem bôi trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn. Thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá. Lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá.
hàng sách tay nội địa của Nhật, cực kỳ uy tín luôn, chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá, hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ, 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000, 70-80.000. Nhám thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các bác nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore đây các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây, USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40.000. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ, giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450.000 cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá, 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc, dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp, dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng sách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, đau mỏi khớp, cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy, dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một típ như này, 40.000 cho một típ này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60.000 một típ như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40.000. Đấy, chuyên trị viêm liếu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, có hai màu, màu xanh màu đỏ, bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90.000 một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói quá này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá.
giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây, 220.000, giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, đấy, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn, 350ml các bác nhá, 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy, một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra, đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này, đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy, hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đấy, mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này, 280.000 cho lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok.